Vũ Động Càn Khôn phần 10 tập 4, Ma Ngục Thất Vương Điện. Tiếng khóc đền xé gan xé phổi của thanh đàn vang vọng khắc hắc ám quảng trường khiến mọi người đều sững sờ, đặc biệt là những cường giả trong hắc ám tài phán. Từ khi nàng đến hắc ám tài phán, mọi người chỉ nhìn thấy một người lạnh lùng đến gần như không có tình cảm, không biết đôi tay nàng đã nhuốm bao nhiêu máu tanh. Cuối cùng, sau ba năm ngắn ngủi, từ một đệ tử bình thường nàng đã trở thành tài phán trưởng nắm quyền cao nhất, ngày hai tài phán phó có thân phận rất cao ở hắc ám điện cũng bỏ qua tuổi tác mà tôn sùng nàng. Thế nhưng, sau khi đã quen nhìn thấy một thanh đàn như vậy, này họ lần đầu tiên được thấy mặt yếu đuối của nàng, lúc này nàng hoàn toàn không còn thủ đoạn và khí phách trước đây, mà đã trở thành cô gái đúng như với lứa tuổi của mình. Đoàn trưởng lão cũng nhìn cảnh đó với sự kinh ngạc, hai thái trưởng lão trên bầu trời thì ánh mắt tối lại khi nhìn thân ảnh kia thanh đàn cứ khóc mãi dường như nàng muốn khóc cho hết mọi ấm ức kìm nén trong ba năm qua rồi lâm động nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng tay xoa đầu nàng này khóc thế chưa đủ à giờ muội là điện chủ hắc ám điện điện đấy cô gái khẽ nức nở rồi ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe trùn mũi lâm động ca muội biết nhất định huynh sẽ không sao mà ta không sao nhưng chỉ sợ muội có chuyện lâm động lường Thanh đàn từ nhỏ đã lớn lên cùng lâm động nên đương nhiên rất hiểu tính hắn. Thấy hắn như vậy đôi mắt to của nàng đào một vòng, mặt lộ vẻ ấm ức, ôm chặt lấy lâm động không buông. Đừng có dở cho đó, đến khi giải quyết xong phiền phức ta sẽ xử lý muội. Lâm động hử lạnh. Ngày thế, thanh đàn cũng sực tỉnh, hàn quang lóe lên trong mắt, tay nắm lại, hắc ám thánh hiểm bay về tay, nàng buông lâm động ra, ánh mắt lạnh băng nhìn hai thái trưởng lão nói. Lâm động ca, lần này hãy để muội giải quyết chúng. Ai ra? Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì Lâm Động đã bẹo má nàng, bực bội nói. Ra chỗ khác, có ta ở đây, muội đừng hòng động thủ. Thanh đàn ngăn mặt, những cường giả tài phán quân thì cơ mặt giật giật, chắc hẳn cảnh tượng đó tạo ra sức sung kích quá lớn với họ. Chúng rất lợi hại. Thanh đàn nói, hai thái trưởng lão kia thực lực còn khủng khiếp hơn ba cự đầu nguyên môn. Giờ ca ca của muội cũng lợi hại rồi. Lâm động cười, khẽ vỗ đầu thanh đàn, thần sắc dần trở nên lạnh lẽo, vừa rồi chúng ép người quá đáng hắn đã thấy hết, cứ nghĩ tới việc tiểu nha đầu này bị chúng đối xử như thế. Trong lòng hắn không kìm được sát ý trào dâng, trong nhà ngoài cha mẹ được giáo huấn nha đầu này, đến hắn cũng không nỡ quát mắng, hai lão bất tử kia là cái thá gì. Thấy sắc mặt lâm động, trong lòng thanh đàn cũng cảm thấy ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu vị bằng hữu đây không biết là cao nhân phương nào tại sao lại nhúng tay vào việc của hắc ám miệng hai thái trưởng lão nhíu mày lâm động quay lại về mặt lạnh lùng nhìn hai thái trưởng lão vừa rồi các ngươi ức hiếp người rất thoải mái đúng không vị bằng hữu đây là việc nội bộ của hắc ám miệng thanh đàn là muội muội của ta lâm động nở nụ cười sắc lạnh như đao sắc mặt hai thái trưởng lão tối sầm lại, không ngờ một tiểu nha đầu nhìn có vẻ như cô đơn một mình thế này lại có đại ca lợi hại như thế chống lưng cho, sao trước đây chưa từng nghe. Trên quảng trường, vô số cường giả bách huyền vực cũng nhìn nhau, thì ra tân điện chủ có đại ca lợi hại như thế. Xem ra vị đại ca đây tuyệt đối sẽ không để yên cho những gì thái trưởng lão đã làm với thanh đàn. Dù ngươi là đại ca, nhưng việc này phải do bản thân muội muội ngươi giao đái với hàng vạn điện đồ hắc ám điện mới được hai thái trưởng lão lạnh lùng nói. Giao đái. Lâm động dường như cười nhẹ, sát ý tràn lên trong mắt. Giải quyết hai lão bất tử các ngươi thì không cần giao đái nữa nhỉ. Tình hình hắc ám điện bây giờ lâm động cũng đã hiểu rõ, cũng là hai lão già kia cậy tuổi cao mà ý thế ức hiếp người, khiến mọi người trong hắc ám điện không dám lên tiếng. Chỉ cần giải quyết chúng là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hừ, tiểu tử ngông cuồng, người cứ thử xem hàn ý trào lên trong mắt hai thái trưởng lão, tuy cảm nhận được sự khó nhằn của lâm động, nhưng chúng cũng không e dây gì nhiều, thực lực luân hồi cảnh đủ cho chúng ngạo thị quần hùng. Chúng không tin một tiểu tử không lớn hơn thanh đàn bao nhiêu lại có khả năng chống lại chúng. Vậy sao? Lâm động cười gằn, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trên không trung, hai tay nắm lại, chỉ thấy lôi vân trên trời đột nhiên hội tụ, lôi đỉnh kinh người điên của ngưng tụ. Nguyện lực trong trời đất dung chuyển dữ dội. Quỳnh! Hai thái trưởng lão thấy vậy, nguyên lực trong cơ thể cũng bùng phát, bên trong đó mang theo thứ năng lượng luân hồi khiến người ta sợ hãi. Đại hắc ám trưởng Hai người biến hóa thụ ấn, hô lên một tiếng cùng ra tay nhanh chóng, nguyên lực hùng hồn biến thành một đạo cự trưởng hắc ám xé tan hư không đập xuống lâm động. Lôi quang rái lên trong mắt lâm động, bước ra một bước, chỉ thấy vô số đạo lôi đỉnh đem theo thiên uy hung hăng đánh sống lôi quang, sức mạnh cuồng bạo của lôi đỉnh đánh tan thành hắc ám cự trường hắc ám cự trường nổ tung, lâm động biến thành điện quang lao vút tới, tung một quyền, kinh lôi đánh từng trận. Hắc ám chỉ thuẫn Hai thái trưởng lão hô, chỉ thấy nguyên lực tụ lại phía trước thành một cái cự thuẫn hàng nghìn trượng. Bình huỳnh Lôi long đánh mạnh lên hắc ám chi thuẫn, lôi quang bùng nổ, vô số những luồng sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm biên cuồng xâm thực, trước mắt đã khiến hắc ám chi thuẫn xuất hiện vô số vết dạn, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Vút Đồng tử hai thái trưởng lão co lại, vì nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt một cách quỷ dị, vài nghìn con tử kim long hiện ra gào thét, tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng khắp không gian. Tử long kim trào rạch tan không gian, đem theo bóng đen khổng lồ hung hăng đập xuống hai thái trưởng lão. Bóng đen bao trùm, sức mạnh đáng sợ khiến không gian biến dạng cực độ, hai thái trưởng lão cũng hô lên một tiếng, sức mạnh luân hồi ngưng tụ nơi bàn tay. Dần. Song trưởng đánh lên long trào, một cơn lốc xoáy được hình thành trên bầu trời, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy, cả hai thái trưởng lão bị đánh bật ra sau hàng nghìn trượng. Mọi người cùng ô lên, ánh mắt nhìn lâm động có phần kinh hãi, không ai ngờ được lâm động một trọi hai mà lại có ưu thế rõ ràng như vậy, rốt cuộc hắn ta khủng bố đến mức nào. Những người trong đoàn trưởng lão sắc mặt cũng kịch biến, ánh mắt đầy sự bất an. Trên tế đàn, hai lão già mặc hắc bào vô cùng chấn động nhìn nhau, không ngờ đại ca của điện chủ lại lợi hại đến mức này. Về mặt thanh đàn thì đầy hân hoan, xem ra ba năm qua lâm động ca mạnh hơn rất nhiều. Lâm động lạnh lùng nhìn hai thái trưởng lão, thực lực chúng chỉ là luân hồi cảnh, luận chiến đấu lực thực sự thì e là còn chưa bằng ba cự đầu của nguyên môn sau khi dung nhập đại thiên tà ma. Với thực lực lâm động hắn hiện tại, muốn giải quyết chúng không phải khó. Lâm Động giơ bàn tay về phía hai người, khẽ nắm lại. Phụt. Chỉ thấy không gian quanh hai thái trưởng lão đột nhiên biến dạng, rồi bốn cái hắc động hiện ra. huỳnh. Hắc động xoay chuyển dữ dội, thôn phệ lực khủng bố bùng phát hình thành lực kéo đáng sợ, khiến không gian cũng bị xé tan. Hai thái trưởng lão cũng nhận ra điều đó, vội vàng bạo phát toàn lực chống lại sự xâm thực của lực kéo đó, mặt đỏ bừng bừng, hô lên một tiếng cuối cùng cũng đột phá ra ngoài được. Bình huỳnh. Nhưng đúng lúc đó, tiếng sấm sét kinh người nổ ra, cả không gian chói lòa, một đạo lôi đình hàng nghìn trượng bắn thẳng lên hai người thái thượng lão. Rầm. Hai hắc ảnh bốc khói rơi xuống đất trước bao ánh mắt sững sờ, tạo nên trên quảng trường một cái khe sâu hàng nghìn trượng. Trong khe sâu là hai thân ảnh tàn tạ gắng gượng đứng dậy, lắc lư loạn trọng không kìm được phun một ngụm máu tươi. Thấy thế, các trưởng lão không kìm được thấy sợ hãi, tuyệt chiêu mạnh nhất lại thất bại rồi. Ầm ầm cả hắc ám quảng trường bạo phát những tiếng nổ đinh tai thủ lĩnh thế lực các phương ở bách huyền vực đều trận mắt há mồm nhìn về mặt đầy kinh hãi mới bao lâu mà hai thái trưởng lão luân hồi cảnh đã bại rồi sao có vậy vô số người đều tự hỏi câu đó mọi ánh mắt chấn kinh nhìn lên lâm động trước sự chiếu rọi của lôi đình tựa lôi thần cái tên này rút cuộc là thần thánh phương nào mà khủng bố đến mức này lâm động lạnh lùng nhìn xuống hai người dưới khe sâu giờ ta có tư cách nói lại câu vừa rồi chứ. Lần này cả không gian lặng như tờ, ngay trưởng lão đoàn cũng vội vàng ngậm miệng, ngoài những trưởng lão hung hăng với thanh đàn, những người còn lại rõ ràng đang lo lắng. Vị đại ca đột nhiên mọc ra của thanh đàn rõ ràng thực lực rất khủng bố, nếu chọc giận hắn thì e chẳng ai cản được hắn. Trên tế đàn, cường giả tài phán quân thì mừng rõ, đến hai thái trưởng lão cũng chẳng có tác dụng gì, e là đoàn trưởng lão sẽ không dám đối kháng với điện chủ nữa hai thái trưởng lão sắc mặt trắng bệch hiển nhiên đã bị thương không nhẹ từ công thế hung hăng của lâm động người chúng hiến giang nhìn lên thanh đàn trên tế đàn đây là việc nội bộ của hắc ám điện người lại nhờ đến người ngoài ngồi trên vị trí điện chủ sao có thể khiến người ta phục thanh đàn nghe vậy phỉ cười hai vị thái trưởng lão hai vị nói nghe hay thật chỉ là trước đó khi uy hiếp ta hai vị có nhớ thân phận của mình không, hai vị cũng biết vai vế cao hơn cả sư phụ ta, nhưng những gì hai vị làm thì tính là gì. Thanh đàn cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa, lời nói này không chỉ khiến hai thái trưởng lão tái mặt mà ngay thủ lĩnh các phương vốn giữ vị trí trung lập cũng gật gù. Vừa rồi các ngươi ỷ giả ức hiếp người không thấy nhục, giờ bị thiệt thòi lại lấy lôi ra nói, coi người khác ngu hết sao. Vốn dĩ đây là chuyện của hắc ám điện, ta không tâm tư mà quản, nhưng thanh đàn trước là muội muội của ta, sau mới là điện chủ hắc ám biện, các ngươi ức hiếp nó. Ta là đại ca đương nhiên phải lấy lại công đạo cho nó, chuyện hôm nay e là không dễ kết thúc như vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái trưởng lão, trong giọng nói bình thản đó trào dưng đầy sát ý. Lời nói của Lâm Động cũng cho thấy hắn sẽ không để yên khiến hai thái trưởng lão biến sắc sau khi giao thủ chúng mới cảm nhận được sự lợi hại của Lâm Động điều đầu chính diện e là dù liên thủ cũng không phải đối thủ của lâm động những người trong trưởng lão đoàn mặt cũng tái đi nếu hai thái trưởng lão bị giải quyết thì họ sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất đến lúc đó với sự tàn nhẫn của thanh đàn chỉ nghĩ thôi cũng khiến toàn thân run rẩy người cũng quá ngông cuồng rồi nghĩ hắc ám biện bọn ta dễ ức hiếp sao hai thái trưởng lão quát lên lâm động không nói gì chỉ là trên trời lôi vân lại ngưng tụ một thứ lôi đình lực cuồng bạo nhanh chóng hội tụ Ngươi. Hai thái trưởng lão thấy Lâm động như vậy, ánh mắt lóe lên sự độc ác, nhìn nhau rồi nghiến răng. "Được, đây là ngươi tự gây ra đấy, tưởng ta không có cách trị người sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy một người giơ bàn tay ra, ánh sáng tụ lại biến thành một viên ngọc đen to cỡ mắt rồng, trên đó phủ đầy những đường khắc phức tạp. Lâm động kinh ngạc, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ đó. Viên ngọc dần bay lên, hai thái trưởng lão cắn đầu lưỡi phun máu lên viên ngọc cùng thỉnh tiên tổ chi linh. Hai người đồng thanh hô, viên ngọc lập tức bạo phát hàng vạn tia hắc quang, hắc quang dần ngưng tụ rồi biến thành một quang ảnh mờ nhạt. Quang ảnh đó thân thể cao giáo, mắt tượng ngọc, chỉ là không có nhiều linh trí, dù vậy cũng không trở ngại thứ năng lượng khủng bố tỏa ra từ cơ thể người đó, năng lượng ấy, dù là hai thái trưởng lão luân hồi cảnh cũng không bị kịp. Thực lực của quang ảnh đó đã vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Sắc mặt lâm động hơi ngưng trọng, ánh mắt có chút ngạc nhiên, hắc ám điện quả nhiên ẩn tàng thủ đoạn, chẳng trách mà luôn bảo vệ được hắc ám tổ phu. Tiên tổ chi linh Quảng trường vang lên vô số tiếng kêu kinh ngạc, quang ảnh đó không ngờ lại là điện chủ đầu tiên của hắc ám điện. Sao có thể, sao chúng lại triệu hoán được tiên tổ chi linh? Hai lão già hắc bào cũng kêu lên. Quang ảnh đó vừa xuất hiện thì hắc ám thánh liềm trong tay thanh đàn bỗng rung lên dữ dội, sắc mặt thanh đàn thay đổi vì nàng cảm thấy dường như hắc ám thánh liềm có mối liên hệ vô cùng mật thiết với quang ảnh kia thanh đàn siết chặt hắc ám thánh liềm ánh mắt thay đổi một lúc sau như hiểu ra điều gì kêu lên đây chính là liềm linh của hắc ám thánh liềm thái trưởng lão ngay thanh đàn kêu lên thì sắc mặt hơi thay đổi thì ra là vậy chẳng trách mà sư phụ chưa từng nói đến liêm linh thì ra có kẻ ngầm trộm mất liêm linh các ngươi thật to gan dám tự lý lấy cắp thánh vật chi linh đây là đại tội đủ để tước đoạt thân phận thái trưởng lão của hai người. Vẻ mặt thanh đàn lạnh lùng quát. Trên quảng trường bắt đầu có sao động, không ít người thuộc cao tầng hắc ám điện về mặt đầy chấn động, liềm linh của hắc ám thánh liềm thì ra bị hai thái trưởng lão trộm mất, chẳng trách mà chúng chắc chắn nói hắc ám thánh liềm không hoàn chỉnh. Hừ, ở đây không đến lượt ngươi nói nhăng nói cuội. Hai thái trưởng lão loái hung quang, tâm thần khẽ động, đạo quang ảnh kia lướt một cái đến trước mặt lâm động, ánh sáng bùng phát sức mạnh kinh thiên ập về phía hắn. Khi quang ảnh đó giữ chân lâm động thì hai thái trưởng lão đã xông tới thanh đàn, xem ra muốn bắt lấy nàng, như vậy thì lâm động sẽ ném chuột sợ vỡ bình xứ. Hừ! Thanh đàn mắt loái hàn quang, tay nắm chắc hắc ám thánh liềm, phù văn trên trán thêm rõ ràng, lưỡi liềm quét tới, trời đất như tối lại. Kè Một thái trưởng lão đến trước, nguyên lực hùng hồn tụ nơi bàn tay, dùng tay không đỡ lưỡi liềm, chớp mắt không gian trở nên méo mó, cả thanh đàn và thái thượng trưởng lão đều lui mấy chục bước, nhưng không đợi nàng ổn định thì phía trên đã có một đạo quang ảnh nữa lao tới. Thái trưởng lão còn lại cũng ra tay hung hãn, công thế chém thẳng xuống. Nhưng khi thanh đàn định ra tay thì một đạo bạch quang xuất hiện phía trước, thanh trưởng kiếm thanh phong chấn động, bắn ra một đạo kiếm quang không có gì nổi bật chống lại công thế của thái trưởng lão. Phụt! Kiếm quang lướt qua, màu tươi bắn toái, thái thượng trưởng lão thét lên thảm thiết, thân hình bắn ngược ra sau đầy thảm hại, máu tươi đầy tay. Lão giận dữ nhìn thì thấy một thân ảnh mặc bạch y đứng trước mặt thanh đàn, trên lưỡi kiếm thanh phong dài ba thước vẫn còn máu nhỏ xuống. người này chính là Lăng Thanh Trúc từ nãy vẫn ẩn mình. biến cố này khiến vô số người nhìn sang, khi thấy thân ảnh bạch y kia thì ánh mắt đầy kinh ngạc. cường giả hắc ám tài phán lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bảo vệ thanh đàn. Thanh đàn cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc vừa hiện thân, khí chất và gương mặt đằng sau tấm mạng khiến nàng hơi khựng lại, nhìn lên lầm động chu môi một cái rồi nhìn Lăng Thanh Trúc. Tỷ là ai vậy? Lăng Thanh Trúc cũng hơi khựng người, rồi nói. Ta là Lăng Thanh Trúc. Thanh đàn nhìn nàng lầm bầm. Tỷ không phải là. Thanh đàn không nói hết nhưng Lăng Thanh Trúc hiểu ý, bất giác nàng đỏ mặt rồi khẽ lắc đầu. Thanh đàn vẫn có chút hoài nghi nhưng không hỏi tiếp, chỉ nhìn lên bầu trời, thực lực của tiên tổ chi linh hiển nhiên vô cùng đáng sợ, không biết lâm động có đối phó được không. Bùm! Năng lượng kinh người bùng nổ, lâm động lùi sau vài bước, hắn nhìn thấy cảnh tượng phía dưới thì sắc mặt tối sầm lại, hai lão này thật không vô sỉ, nhân lúc này ra tay với thanh đàn. Cơ mặt hai thái trưởng lão cũng giật giật, nhưng khi nhìn thấy đạo liềm linh mới hơi an tâm, tính là liềm linh chính là thần bảo vệ hắc ám miệng. Chỉ cần nó nằm trong tay chúng thì hẳn là Lâm Động không làm gì được. Lâm Động biết những điều chúng nghĩ, hàn quang loái qua, hắn vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra biến thành hắc ảnh cầm trường đao bảo vệ thanh đàn và lăng thanh trúc. Có cỗ thôn vệ thiên thi này chắc chúng không dám đánh lén nữa. Tưởng thứ này sẽ bảo vệ được các người sao. Lâm Động ngẩng lên nhìn liềm linh cười khẩy, định ra tay thì nham bỗng nhiên lên tiếng. Hề hề, cũng là thần vật chi linh, thứ này cứ giao cho ta. Người! Lâm Động nghe vậy bỗng khựng người, rồi cảm thấy buồn cười. Từ khi Nham tỉnh lại đến giờ hắn vẫn cứ trốn trong người Lâm Động, căn bản rất ít khi chủ động ta tay chiến đấu. Người có được không vậy? Lâm Động hỏi với vẻ hoài nghi, thực lực liềm linh rất mạnh, đủ sánh ngang với cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Nham tuy đã hồi phục nhưng hình như cũng chưa có được chiến đấu lực như vậy. Hừ, Tốt xấu gì ta cũng là thần vật xếp thứ hai trên bảng viễn cổ thần vật đấy. Ở thời viễn cổ, thời kỳ bình phong của ta, đối thủ một tầng luân hồi kiếp chẳng là cái gì hết. Nham phỉ cười. Lâm động cười, hắn cũng không nghi ngờ điều đó. Từ việc đại hoang vu bị áp chế vô số dị ma vương có thể thấy. Rõ ràng những món siêu cấp thần vật do phù tổ luyện chế ra có chiến đấu lực kinh người. Chỉ có đều, sau trận đại chiến năm đó chúng chưa hồi phục được hoàn toàn. Trong đại chiến, Hắc ám Thánh Liềm bị tổn thương nặng nhất, Hắc ám chủ năm đó dùng Hắc ám Thánh Liềm giao đấu với dị ma hoàng, nhưng cuối cùng thảm bại, còn liềm linh cũng bị dị ma hoàng tiêu hủy, từ đó khiến uy lực của Hắc ám Thánh Liềm không còn như xưa. Nhàm nói, Lâm động ánh mắt ngưng động, Hắc ám chủ hung hãn như vậy, dám giao đấu với dị ma hoàng. Liềm linh này có lẽ là do người chủ thứ hai của hắc ám tổ phù khi tọa hóa dùng thân tế đao biến thành, nhưng với năng lực của hắn hiển nhiên không thể tạo ra liềm linh. Vì thế có lẽ là bên trong hắc ám thánh liềm vốn còn lại tàn tích của liềm linh rồi được hắn dung hợp rồi tạo lại liềm linh mới. Có điều, linh trí của liềm linh này rất yếu, mới ở giai đoạn ban đầu, ta muốn thu phục nó dễ như trở bàn tay. Nhằm cười. Lầm động nghe thế mới gật đầu. Nếu vậy thì giao cho người đấy. Lâm Động và Nham nói chuyện trên bầu trời, còn hai thái trưởng lão thì sắc mặt thay đổi nhìn thôn vệ thiên thi đang đứng trước mặt thanh đàn, chúng có thể nhận ra sự nguy hiểm từ cỗ thiên thi này. Tên tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào, không chỉ thực lực bản thân vô cùng khủng bố mà còn thứ khôi lỗi lợi hại này. Cả hai nhìn nhau đều nhận thấy sự bất an từ đối phương, sự việc hôm nay e là không kết thúc dễ dàng rồi. Giờ chỉ còn cách mong liềm linh đối phó được với lâm động. Cả hai cảm thán, ngẩng lên thì ánh mắt ngừng động đó là chỉ thấy từ trong cơ thể lâm động bay ra một làn khói trắng rồi ngưng tụ lại thành một đạo quang ảnh quang ảnh đó cũng tương tự như liềm linh nhưng khi không cảm nhận được sức mạnh khủng bố như của liềm linh thì chúng mới an tâm hừ tiểu tử đó lẽ nào muốn dùng thứ đó đối phó với liềm linh đúng là không tự lượng sức hai bọn chúng cười khẩy vẻ mặt đầy chế diễu lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai quang ảnh trên bầu trời ai cũng nhận ra liềm linh đã là thủ đoạn cuối cùng của hai thái trưởng lão rồi, nếu thất bại nữa thì e là những trưởng lão phản đối thanh đàn sẽ gặp suy xẻo. Nhàm hiện ra, hắn nhìn liềm linh có phần đờ đẫn kia, lắc đầu nói. Không ngờ ngươi bây giờ lại thành ra thế này, nhưng dù sao cũng tốt hơn là tan thành mây khói, cho ngươi đủ thời gian thì sẽ phục hồi được thôi. Ánh mắt trống rỗng của liềm linh nhìn nham, không có chút dao động nào. Không đúng, Hai thái trưởng lão thấy vậy ánh mắt thay đổi, thụ ấn vội vàng biến hóa điều khiển liềm linh ra tay. Liềm linh của hắc ám thánh liềm không phải thứ mà loại các ngươi điều khiển được. Nhàm nhìn chúng chăm chọc, tay điểm ra trên không trung, một đạo bạch quang bắn thẳng lên trán liềm linh. Khi bạch quang bắn vào, thân thể liềm linh đột nhiên rung nhẹ, vô số tia bạch quang bắn ra từ trong cơ thể, chỉ thấy chỗ ngực liềm linh dần hen lên những đường hoa văn màu đen những đường hoa văn này trước sự chiếu rọi của bạch quang nhanh chóng tan chảy sắc mặt hai thái trưởng lão kịch biến vì những đường hoa văn đó chính là chú văn chúng dùng để khống chế liềm linh nhưng lúc này lại bị kéo ra khỏi thân thể liềm linh hỏng rồi chúng sợ hãi vội vàng thúc động chú văn nhưng sau một tiếng rất nhỏ vô văn đạo phủ văn đó tan biến hết ngay lập tức chúng đã mất đi quyền khống chế liềm linh sao có thể như vậy sắc mặt chúng tai trắng ánh mắt đầy kinh hãi nhìn nham thực sự chúng không thể tưởng tượng được nham lại dễ dàng phá giải chú văn như vậy năng lực này dù là cường giả đỉnh phong vượt qua luân hồi kiếp cũng không thể làm được mà nhằm biến hóa thụ ấn vô số đạo quang ấn rơi lên người liềm linh thân thể hắn phát ra ánh sáng chói lòa rồi tụ lại thành một viên ngọc đen nhằm vẫy tay viên ngọc rơi vào tay hắn ném cho lâm động đặt liềm linh vào trong hắc ám thánh liềm thì nói mới dần phục hồi được lâm động nhận lấy viên ngọc ánh mắt có phần kinh ngạc rõ ràng hắn không ngờ nham lại giải quyết liềm linh dễ dàng như vậy. Không có gì là lạ cả, trong số những thứ chủ nhân luyện chế ra ta là đứng đầu, đương nhiên có cách áp chế những thứ khác. Nhằm cười, tuy hắn chưa từng thể hiện thủ đoạn quá kinh người nào, nhưng dù thế nào hắn cũng xếp thứ hai trên bảng viễn cổ thần vật, coi thường hắn thì quá là ngu ngốc. Lâm Động gật đầu cười, rồi búng viên ngọc cho Thanh Đàn. Nhận lấy này. Thanh Đàn thấy vậy, hắc ám thánh liềm trong tay bắn ra hắc quang hút viên ngọc vào trong thân liềm, hắc ám thánh liềm rung lên, tỏa ra những luồng dao động kinh người. Thể hình vốn đã lớn lại phình to thêm, lại do người nhỏ bé như thanh đàn cầm, nhìn lại có chút mỹ cảm đặc biệt. Những người trong trưởng lão đoàn thì sắc mặt tái trắng khi thấy cảnh đó, đặc biệt là đại trưởng lão, thân thể không khỏi run rẩy, bước chân loạn choạng lùi sau hai bước. Cả quảng trường xáo động, cảnh tượng này cho thấy điều gì họ hiểu rất rõ, cuối cùng sự bức cung của đoàn trưởng lão đã thất bại hoàn toàn. Trên tế đàn, thanh đàn tay cầm hắc ám thánh liềm, về mặt lạnh tanh, khẽ rơi hắc ám thánh liềm lên, một đạo hắc quang lóe qua, chỉ thấy tấm tổ bi dần tiêu tan, rồi hắc ám tổ phù trong cơ thể nàng cũng không bị áp chế nữa, cả không gian cũng dần tối lại. Hai vị thái trưởng lão, hai người cất giấu liềm linh, đã biết tội chưa? Nghe tiếng quát của thanh đàn, hai thái trưởng lão run lên, định nói gì đó thì lâm động đáp xuống, Hồi lỗi tay cầm trường đao cũng bay tới. Thành đao trong tay nó tỏa ánh sắc lạnh khiến chúng lạnh người. Từ lâm động tỏa ra một thứ sát ý không hề che giấu, hiển nhiên chỉ cần chúng có bất cứ dị động gì là sẽ phải đối mặt với công kích tựa lôi đình. Sắc mặt hai thái trưởng lão thay đổi, cảm giác tử vong trào dâng khiến chúng sợ hãi, cuối cùng run rẩy nói. Chuyện hôm nay là hai người lão phu bị che mờ lý trí, mong điện chủ dơ cao đánh khẽ. Bịch! hai người vừa dứt lời thì tất cả trưởng lão cùng quỳ xuống điện chủ bọn ta cũng là bị đại trưởng lão bắt ép mong điện chủ dơ cao đánh khẽ đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt tím tái thân thể không ngừng run lên cục thế biến đổi quá nhanh không ai có thể ngờ đoàn trưởng lão trước đó còn chèn ép người như vậy giờ đã hoàn toàn thất bại thủ lĩnh thế lực các phương cũng thầm cảm thán, ánh mắt nhìn lên thân ảnh trên tế đàn đầy kính sợ, từ nay về sau hiển nhiên nàng đã là điện chủ thật sự của hắc ám điện. Điện chủ, sự việc lần này liên quan đến quá nhiều người, nếu trách phạt toàn bộ thì e không có lợi cho hắc ám điện. Hai lão già hắc bào hạ giọng nói. Hai thái trưởng lão đó hiện nhiên cũng hiểu sự quan trọng của mình với hắc ám điện nên mới đầu hàng dứt khoát như vậy. Thanh đàn khẽ gật đầu rồi phẩy tay, chỉ thấy mấy chục đạo quang phù màu đen bay ra xuất hiện phía trước thái trưởng lão và các trưởng lão khác. Chư vị trưởng lão, hôm nay các ngươi bức cung ta đã là tử tội, nhưng niệm tình những công hiến của các ngươi với bản điện nên ta tạm tha chết, tội chế có thể miễn nhưng tội sống không thể tránh. Đây là hắc ám thanh phù của hắc ám điện, muốn giữ mạng thì hãy nuốt nó. Thanh đàn lạnh lùng nói. Những trưởng lão kia nghe thấy sắc mặt đều thay đổi, họ không lạ gì hắc ám thanh phù, một khi đã nuốt nó thì tính mạng của họ tuyệt đối nằm trong tay thanh đàn chỉ phản kháng một chút là sẽ xương cốt cũng không còn chỉ cần mọi người sau này trung thành một lòng với bản điện ta tự nhiên sẽ không ra tay hắc ám thánh phủ cũng hoàn toàn vô dụng bản điện cũng không tự dưng lại làm yếu đi sức mạnh của bản điện thanh đàn nhìn lướt qua những trưởng lão còn do dự kia bình thản nói thế nào xem chừng chư vị trưởng lão vẫn còn ý phản đối bọn ta không dám các trưởng lão cuối cùng nghiến răng, nuốt hết hắc ám thanh phủ, dù thế nào thì giữ được cái mạng vẫn tốt hơn là chết. Hơn nữa thanh đàn nói rất đúng, họ là tinh anh trong điện, chỉ cần không có ý phản bội thì thanh đàn sẽ không ra tay với họ. Hai thái trưởng lão thấy thế cuối cùng thở dài, cũng nuốt hắc ám thanh phủ. Thanh đàn khẽ gật đầu, nhìn sang đại trưởng lão, người duy nhất chưa nuốt hắc ám thanh phủ. Còn với kẻ chủ mưu tội ác thì khó tránh tội chết, chư vị trưởng lão, còn không bắt lão lại. ngươi. sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, định hét lên, nhưng lại cảm nhận được những ánh mắt không hề thân thiện từ xung quanh. không đợi lão phản kháng thì họ đã cùng ra tay, nguyên lực khủng hồn áp chế khiến hắn không động đậy được gì. tổng lão vào trong hắc ám tài phán xử lý theo điện quy. sắc mặt đại trưởng lão lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng, những trưởng lão kia thân thể cũng khẽ rung lên, vào hắc ám tài phán thì chết còn là điều xa xỉ lúc này họ mới thấy may mắn vì trước đó không thể hiện thái độ quá nhanh. Trên quảng trường, thủ lĩnh các phương thấy vậy tim đều run lên, coi như đã lĩnh hội được thủ đoạn của tân điện chủ, chỉ trong vài chiêu, không chỉ bảo vệ được thực lực hắc ám điện mà còn khống chế hết sức mạnh trong tay, hơn nữa còn chấn nhiếp được đám trưởng lão, hẳn là sau này không kẻ nào dám làm chuyện hôm nay nữa. Thủ đoạn đó, quá lợi hại. Trên bầu trời, Lâm Động bình tĩnh nhìn Thanh đàn thu dọn một cách hoàn hảo, nhưng hắn không hề thấy vui, mặt không chút biểu cảm thu thôn phệ thiên thi lại rồi đáp xuống tế đàn. Thanh đàn thấy thế, đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì, nàng khẽ khoát tay bảo tất cả giải tán chỉ giữ lại hai lão giả học bảo. Mọi người đi hết, nàng mới cúi đầu tiến lại bên cạnh Lâm Động, khẽ kéo áo hắn, Lâm Động chỉ lạnh lùng nhìn nàng, hư một tiếng. Thủ đoạn thật giỏi nha, học ở đâu thế? hắn thật sự nổi giận rồi, tuy hắn biết, thanh đàn muốn ngồi vững trên vị trí điện chủ thì khó tránh phải dùng thủ đoạn, nhưng với tư cách là đại ca, hắn không hề muốn một tiểu nha đầu nhí nhảnh lại có tâm cơ đáng sợ như vậy. Vì đôi khi, dùng thủ đoạn nhiều không phải là một sự xâm thực với bản thân sao. Thanh đàn khẽ mím môi, rồi ôm lấy lâm động, vui mặt vào lòng hắn, đôi vai nhỏ khẽ run lên rồi giọng nói nhẹ ngào ấm ức vang lên muội cũng không muốn thế này đâu nhưng huynh không có ở đây không quan tâm muội nữa chỉ cần báo thù được cho huynh thì dù có trở thành người huynh không thích muội cũng mặc kệ thân thể lâm động cứng lại hắn nhìn cô gái trong lòng mình thở dài nhà đầu này đúng là biết cách nằm đúng từ huyệt của hắn nói như vậy rồi hắn còn trách được nàng gì đây sau sự ra tay kịp thời và thủ đoạn hoàn hảo thể hiện cả ân lẫn uy của thanh đàn sự rối loạn trong hắc ám điện chưa gây được bao nhiêu sóng gió đã bị trấn áp sự trấn áp đó không chỉ không khiến hắc ám điện bị thương gân động cốt mà còn giúp thanh đàn có toàn bộ sức mạnh nắm giữ hắc ám tổ phù từ nay về sau nàng đã là điện chủ chân chính của hắc ám điện đương nhiên với địa vị của hắc ám điện ở bách huyền vực hiện nay muốn gọi nàng là nữ hoàng trí cao vô thượng của bách huyền vực cũng không phải không thể tình huống này hiển nhiên là lâm động chưa từng nghĩ tới hắn không thể ngờ có một ngày cái đuôi theo sát hắn lại có thành tựu khiến hắn ngạc nhiên đến không nói nên lời thế này có điều, thành tựu này lại khiến hắn cảm thấy vô lực, điều hắn vốn mong muốn có được chỉ là một tiểu nha đầu đáng yêu nhí nhảnh, vui vẻ. Đương nhiên hắn không thể thay đổi được điều gì nữa rồi nên cũng đành chấp nhận, đặc biệt là mỗi khi hắn nổi giận, nhà đầu đó lại lập tức tỏ vẻ ấm ức, mặc cho hắn đánh mắng gì cũng được khiến hắn vừa tức vừa buồn cười. Nhưng điều khiến hắn thở vào được đó là ít nhất nhà đầu thanh đàn này khi đối diện với hơn vẫn là thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng như nhiều năm trước đây. Tình cảm ấy thuần túy không pha chút tạp chất nào, kỳ thực đây cũng là nguyên nhân cuối cùng Lâm Động vẫn mặc cho nhà đầu đó giả đáng thương, hồ đồ cho qua. Tuy hắn rất yêu thương nàng, nhưng nếu thứ tâm kế mà nàng học được lại dùng cho người thân cận thì hắn mới thấy thất vọng thật sự, đó là điều hắn kiêng kỵ nhất. Sau khi tế điển kết thúc, mấy ngày sau đó Lâm Động ở lại hắc ám thành, vì hắc ám điện mới vừa ổn định lại. Hiển nhiên thanh đàn phải làm rất nhiều việc nên hắn cũng không thể cưỡng ép nàng đi khỏi đây được, đành phải chờ nhà đầu này làm xong việc vậy. Đây là một khu rừng trúc u tịnh, bên trong có hai ba gian nhà trúc với màu xanh ngọc bích thanh mát khiến tâm hồn người ta sảng khoái. Lâm động ngả người trước gian nhà, miệng ngậm lá trúc, ánh nắng chiếu lên người khiến toàn thân hắn bể ngoài, hắn nằm một lúc rồi ngồi dậy, nhìn về phía trước, ở đó là nữ tử tuyệt sắc mặc bạch y tay cầm thanh kiếm thanh phong khẽ múa, cảnh tượng đẹp đến kinh hồn động phách. Nhìn một nữ từ mùa kiếm, đặc biệt là khi người đó lại có dung nhan khuynh nước khuynh thành thì rõ ràng là vô cùng thích thú. Hắn nhìn như gắm mắt vào thân ảnh mỹ lệ kia, nàng cũng như phát hiện ra, mũi kiếm khẽ lay động, ngón tay búng nhẹ, hơn chục chiếc lá trúc sắc như lưỡi kiếm bắn thẳng về phía lâm động. Hắn không hề động đậy, mặc cho lá trúc lướt qua người, để lại dưới đất những vết sâu hoáng. Lăng Thanh Trúc thu kiếm về đứng thẳng người dậy, nhìn về Lâm Động không kìm được lắc đầu bất lực, rất nhiều võ học nàng luyện đều cần tịnh tâm, nàng cũng khá tự hào về tâm cảnh của mình. Dù là thiên quân vạn mã, tuyệt thế cường giả thì cũng khí phá vỡ tâm cảnh của nàng, chỉ có tên kia, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến nàng không thể tĩnh tâm được. Thế thì còn tu luyện cái gì? Lâm Động nhìn ánh mắt của Lăng Thanh Trúc, không kìm được cười ngồi xuống nghỉ đi, nàng cùng ta vượt qua nghìn trùng núi non đến bách huyền vực này, rất mệt phải không? Lăng Thanh Trúc do dự một chút rồi ngồi xuống trước căn nhà Trúc, đưa tay lên che tia nắng chiếu qua kệ lá. Ánh sáng khiến đôi mặt thanh lạnh của nàng ấm áp hơn nhiều, nàng quay sang nhìn lâm động, khẽ cắn môi, trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên nói. Vì ta bảo ngươi không được hỏi chuyện về thái thượng cảm ứng quyết nên ngươi không hỏi gì sao. Lâm Động khựng lại vì câu hỏi bất ngờ đó của nàng, hắn quay lại, Lăng Thanh Trúc thấy thế ngoảnh mặt đi. Nàng bảo ta không hỏi đương nhiên có lý do của nàng. Lâm Động cười, hắn nhìn đôi mắt hơi cục lại của Lăng Thanh Trúc rồi nói. Hơn nữa, ta cũng hy vọng mình không học được, có những thứ, ta sợ mình không trả được. Lăng Thanh Trúc nói. Người có ân tình với cửu thiên thái thanh cung, người muốn học thái thượng cảm ứng quyết cũng là hợp tình hợp lý vậy nếu là người khác có ân tình với cửu thiên thái thanh cung, nàng có dạy không? Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc hỏi. Người! Đôi mắt Lăng Thanh Trúc bỗng trào lên nội ý, đứng bật dậy định bỏ đi nhưng Lâm Động đã nắm lấy tay nàng. Hai bàn tay chạm nhau, cảm giác mềm mại, mát lạnh khiến người ta không muốn buông. Thân thể hai người dường như đột nhiên cứng lại ngay khoảnh khắc ấy, Lăng Thanh Trúc cũng không ngờ hắn lại có hành động này, ban đầu giữ người rồi vội vàng rút tay về nhưng đã bị lâm động giữ chặt lại. Ngươi làm gì vậy? Lúc này đến lăng thanh trúc cũng hoảng loạn, kêu lên. Lâm động giữ tay nàng nhưng không có hành động gì khác, chỉ cười. Thế nàng có còn dùng cái ân tình gì đó để lấp liềm không? Lăng thanh trúc khẽ cắn môi, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến thân thể nàng mềm đi, ngoảnh lại nhìn gương mặt tươi cười kia, cuối cùng thở dài không ráng tay ra nữa. Ánh nắng chiếu xuống khu rừng trúc yên tĩnh, hai người một người đứng một ngồi, tay trong tay, tia nắng chiếu lên hai người tạo nên vầng sáng tuyệt đẹp. Cảnh tượng đó không biết kéo dài trong bao lâu, ở phía xa đột nhiên có tiếng bước chân chuyển tới, giọng thanh đàn vang lên. Lâm động ca. Tiếng nói phá vỡ sự tĩnh lặng, Lăng Thanh Trúc vội vàng rụt tay về, quay đi không nhìn hắn nữa, chỉ là gương mặt hơi ửng hồng. Lâm động cười rồi đứng dậy, từ phía xa một thân ảnh lao tới, nhún chân nhảy lên lao vào lòng hắn phía sau còn có một vài cường giả hắc ám điện, nhưng khi thấy cảnh tượng đó họ vội cúi đầu, thận trọng lùi ra ngoài. Lâm Động nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, âu yếm xoa đầu nàng. Làm xong việc hôm nay rồi à? Cũng tạm rồi. Thanh đàn vươn vai, rồi ôm lấy tay Lâm Động, cười hi hi. Lâm Động ca có nhớ muội không? Mới một tí nhớ làm gì? Lâm Động lắc đầu cười. Có điều, cha mẹ nhớ muội lắm, mau sắp xếp công việc xong theo ta về Đông Huyền vực thăm cha mẹ. Về rồi thế nào cha cũng đánh mặt lại, mẹ chưa biết chừng còn đánh mông muội, Lâm Động Ca phải bảo vệ muội đó. Thanh đàn lưỡng lự, có chút sợ sệt nói, khi rời khỏi nhà nàng còn cãi nhau với Liệu Nghiên. Tự làm tự chịu, về mà chịu phạt đi. Lâm Động lạnh lùng nhìn nàng lắc đầu. Thấy Lâm Động kiên quyết như thế, Thanh đàn nhăn mặt. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng buồn cười. Thanh Trúc tỷ, tỷ ở đây vẫn tốt chứ? Thanh Đàn cũng nhìn Lăng Thanh Trúc, cười hỏi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười gật đầu. Lâm Động thấy hai người nói chuyện cũng không xen vào, một lúc sau mới kéo Thanh Đàn ra hỏi. Thanh Đàn, hỏi muội chuyện này, chắc muội biết gì mà chứ? Dị ma. Lâm Động khựng người, rồi gật đầu. Giờ muội cũng là người nắm giữ hắc ám tổ phù, đương nhiên biết dị ma. Vật thì bách huyền vực có từng xuất hiện dấu tích của dị ma không? Lâm Động hỏi, dị ma có động tĩnh ở đông huyền vực lớn như vậy, chắc không thể không có động tĩnh gì ở bách huyền vực chứ. Thanh đàn nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hắc ám điện thống xoay bách huyền vực, nhiều năm nay cũng từng giao thủ với dị ma tà ác, nhưng không có gì lớn. Lâm Động thầm ngạc nhiên, lẽ nào bách huyền vực này lại thực sự sạch sẽ? Với thủ đoạn của ma ngục, ngày thiên yêu điêu tộc còn bị xâm nhập, hắc ám điện tuy cũng lợi hại nhưng không đến nỗi khiến ma ngục bó tay chứ, lẽ nào chúng e dày hắc ám tổ phù? Nghĩ không ra, Lâm Động chỉ biết lắc đầu, tạm gác chuyện này lại. Thanh đàn đã làm xong sự vụ trong điện nên ở lại nói chuyện với họ, thoát cái đã đến đêm, nhà đầu này dường như cứ ở bên Lâm Động là lười nhát, khi trăng lên, nàng nằm gườn trong lòng hắn say ngủ. Lâm Động nhìn thanh đàn nằm trên đùi mình như mèo con, mỉm cười rồi thận trọng bế lên đặt vào giường trong nhà, đắp chăn rồi lặng lẽ ra ngoài. Lăng Thanh Trúc đứng dưới ánh trăng, thấy Lâm Động bước ra, nàng khẽ nói. Thanh đàn rất thích ngươi. Từ nhỏ nó đã vậy rồi. Lâm Động gật đầu. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn, đang định nói gì đó thì thần sắc cả hai đều thay đổi, ngẩng lên thì thấy một hắc ảnh đứng trên cây trúc, dưới ánh trăng nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động thấy hắc ảnh đó đồng tử hơi co lại. Hà hà, người chính là Lâm Động mà Tứ Vương Điện nói phải không? Hắc ảnh đó nhìn Lâm Động, khẽ cười, không biết các hạ là đại nhân vật nào trong ma ngục lâm động cười khẩy hắc ảnh hơi ngẩng đầu gương mặt phủ đầy ma văn hiện ra hắn nhích mép tại hạ ma ngục thất vương điện đến đây vì các hạ khi câu nói đó được thốt ra sắc mặt lâm động kịch biến thân thể cũng căng lên theo những gì hắn biết về ma ngục những kẻ khủng bố nhất trong tổ chức dị ma này được lấy tên vương điện thập phương điện lần trước thực lực theo như lâm động suy đoán cũng là cường giả luân hồi cảnh vượt qua hai tầng luân hồi tiếp mà kẻ tự xưng thất phương điện đây thực lực có lẽ không hề thua kém thập phương điện đây còn là lần đầu tiên lâm động thật sự đối mặt với một nhân vật đỉnh cao trong màng ngục tứ vương điện gặp ở đông huyền vực tuy lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là một phân thân không thể tạo uy hiếp quá lớn cho lâm động nhưng thất vương điện lúc này lại là bản thể thật sự hắc lôi quang loái lên trong mắt lâm động nguyên lực tinh thần lực cùng trào dâng. Lâm Động lúc này đang đã đề cao cảnh giác như gặp phải đại địch. Làng Thanh Trúc bên cạnh cũng nhìn thất vương điện chăm chăm, thanh kiếm trong tay phát ra những âm thanh rất nhỏ. Thật không ngờ, vì một tiểu nhân vật như ta mà ma ngục các ngươi lại cho xuất động một đại nhân vật như vậy. Lâm Động chậm rãi nói. Hà hà, các hạ đừng khiêm tốn như vậy, người bây giờ không phải tiểu nhân vật gì nữa rồi, trong danh sách những kẻ buộc phải giết của ma ngục bọn ta, người cũng xếp trong những hàng đầu tiên vì thế ta xuất động là việc cần thiết thôi. Thất vương điện hàm tiếu nói. Lâm động cười khẩy. Có điều, đại nhân vật như ngươi một khi động thủ thì sẽ kinh thiên động địa, không sợ lôi chủ đã thức tỉnh đến tìm sao. Ngày lâm động nói vậy, nụ cười của thất vương điện cũng dần ngưng động, hắn khẽ nói. Lôi chủ trước đây chìm vào giấc ngủ ở Bách Huyền Vực, vì thế bọn ta cũng rất ít khi đến đây, nhưng nay hắn đã tỉnh và rời khỏi Bách Huyền Vực nếu giải quyết ngươi nhanh chóng thì hắn không thể cảm ứng được. Vậy sao? Lôi quang trong mắt lâm động càng thêm rõ rệt, một luồng sức mạnh rồi rào lan tỏa. Thất vương điện gật đầu cười, mắt đảo một vòng rồi nói. Nhưng ở đây không phải chỗ tốt để động thủ, e là phải mời ngươi theo bọn ta một chuyến. Giật lời, hắn vung tay lên, không gian xung quanh đột nhiên biến dạng, năm đạo hắc ảnh hiện ra một cách quỷ dị. Đồng từ lâm động co lại khi phát hiện chúng đều có thực lực cấp dị ma vương rõ ràng mà ngục lần này vì để đối phó với hắn đã dốc lực lượng không nhỏ. Năm hắc ảnh vừa hiện ra, bàn tay lập tức bắn ra hắc quang, hắc quang đan xen trên không trung thành một đạo trận pháp bao trùm lấy hai người lâm động. Thanh Trúc, rút lui. Lâm động thấy thế, giật mình kéo lăng Thanh Trúc về sau, nhưng khi họ thoát ra khỏi phạm vi quang trận thì không gian xung quanh đột nhiên méo mó. Nà gì? Nam Hắc Ảnh hô một tiếng, không gian biến dạng đến cực điểm, quang trận loài sáng, năm Hắc Ảnh, Thất Vương Điện và hai người lâm động cùng biến mất một cách quỷ dị. Chỉ còn lại dao động trong không gian cho thấy vừa có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Bùng! Ngay khi họ biến mất, trong gian nhà trúc bùng nổ hắc quang, cả gian nhà biến thành hư vô, tiếp đó một thân ảnh bay ra, nàng đứng trên không, gương mặt đầy sát ý lạnh băng. Vụt vút! vút trên không trung có những âm thanh xé gió gấp gáp, chỉ nháy mắt đã có hàng nghìn thân ảnh xuất hiện xung quanh gian nhà trúc, thấy thanh đàn họ vội quỳ xuống. Đám phế vật các ngươi, trong hắc ám thành có nhiều dị ma xâm nhập như vậy mà các ngươi không phát hiện ra, giữ lại các ngươi còn có ích gì. Hắc ám thánh liềm hiện ra trong tay thanh đàn, ánh mắt nàng đầy nộ hỏa nhìn cường giả hắc ám điện, quạt lớn. Cảm nhận được sát ý kinh người từ thanh đàn, những cường giả kia sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Điện chủ bất giận. Điện chủ. Hai lão già hắc bào vội vàng bay tới. Họ dừng lại khi còn cách thanh đàn một khoảng, nhìn chỗ không gian biến dạng, nói. Điện chủ, thực lực đám dị ma này vô cùng khủng khiếp, cường giả bình thường căn bản không thể phát hiện được. Thanh đàn nghiến răng, ánh mắt tràn ngập hàn ý băng hàn, đâu còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn trong lòng lâm động, mà là vị nữ hoàng nắm trong tay quyền sinh sát của bách huyền vực nàng hít một hơi sâu, không thể phát tiết nộ họa lên những thủ hạ kia được. Dị ma đúng là rất khủng bố, thậm chí đến nàng vừa rồi mới phát giác ra, nhưng nàng cũng biết mình quá sơ suất, vì chỉ khi ở bên cạnh lâm động thì nàng tự thu lại sự cẩn thận học được bao lâu nay, nhưng nào ngờ lần này lại hại lâm động. Điện chủ, dao động không gian này rất mạnh, nhưng ta thấy có lẽ không phải truyền thống từ xa, hơn nữa lâm động đại nhân cũng không phải người thường dịch chuyển không gian trong thời gian dài hắn chắc chắn phá vỡ được, vì thế có lẽ nơi dịch chuyển không gian này ở chính xung quanh hắc ám thành. Hai lão già cũng có kinh nghiệm phong phú, nhìn một chút rồi trầm ngâm nói. Hàn quang lóe lên trong mắt thanh đàn, nàng vung tay, trầm giọng nói. Dặn xuống dưới, phải tất cả chấp pháp quân, hắc ám tài phán quân tìm kiếm từng tức đất của hắc ám thành trong vòng nghìn dặm, có bất cứ dao động kinh người từ bất cứ hướng nào lập tức hồi báo. Rõ cường giả hắc ám điện lập tức đáp lời, vội vàng đi hạ lệnh, không dám ở lại chỗ thanh đàn lúc này hỏa khí đang thịnh nữa. Thanh đàn nhìn những nhân ảnh kia giải tán, tay siết chặt lại, răng nghiến trèo trẹo, phụ ấn trên trán không ngừng phát sáng. Rõ ràng nàng vô cùng phẫn nộ trước việc lâm động bị cướp đi ngay trước mũi mình. Sau mệnh lệnh của thanh đàn, cả hắc ám điện trở nên náo động. Trong khu rừng rậm rạp, trên bầu trời là vầng trăng bàng bạc phủ xuống khu rừng một lớp ngân xa. Ẩm không gian vốn yên tĩnh bỗng nhiên rung lên kịch liệt, hắc quang tỏa sáng, đến khi tan đi thì để lộ một vài thân ảnh. Hà hà, chỗ này không tồi, dùng để mai táng chắc hai vị sẽ hài lòng. Thất vương điện mỉm cười nhìn hai người lâm động. Hắc ám thành dù gì cũng là địa bàn của hắc ám điện, hơn nữa điện chủ hắc ám điện là thanh đàn lại có hắc ám tổ phù và hắc ám thánh nghiêm hoàn chỉnh nếu động thủ ở đó thì khó tránh xảy ra điều không mong muốn vì thế chúng đã dùng một số thủ đoạn chuyển lâm động ra khỏi hắc ám thành như thế sẽ đảm bảo cho kế hoạch của chúng không có gì sai sót lâm động mặt không chút biểu cảm nhìn trận thế khá khủng trước mắt một thất vương điện thực lực ít nhất là vượt qua hai tầng luân hồi kiếp năm dị ma vương sánh ngang cường giả luân hồi cảnh trận dụng này dù là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm lát nữa động thủ ta sẽ cố hết sức cản chúng lại nàng tìm cơ hội thoát đi tìm thanh đàn Lâm Động quay sang khẽ nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn lắc đầu. Ngươi đừng nói với ta những lời đó, tình hình bây giờ ngươi khó lòng đối phó, nếu ta đi, thanh đàn có đến cũng vô ích. Thấy nàng như vậy, Lâm Động bất giác tức giận, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến hắn chỉ đánh lắc đầu bất lực. Hẳn là lát nữa động thủ sẽ gây a động tính không nhỏ, xem ra ta phải chuẩn bị một chút. Thất vương điện cười nhìn hai người, rồi đột nhiên khẽ đưa tay lên. Quỳnh! chỉ thấy năm dị ma vương đột nhiên bùng phát ma khí, biến thành một cuồng sáng khổng lồ chụp xuống lâm động, làm vậy đã tách biệt mọi năng lượng không thể truyền ra ngoài. Hiển nhiên là thất vương điện quyết tâm giết lâm động rồi. Thất vương điện gật đầu mỉm cười, cúi nhìn lâm động rồi nói. Ngoài phù tổ ra, ngươi là người đầu tiên ta gặp có thể nắm giữ nhiều tổ phù, vì thế, tuy giờ ngươi chưa nguy hiểm nhưng trong danh sách buộc phải giết của ma ngục, ngươi chỉ xếp sau bát chủ viễn cổ mà thôi. Nhưng đáng tiếc, sau hôm nay có lẽ tên ngươi sẽ được xóa khỏi danh sách. Sau khi thất vương điện dứt lời, ma khí trào lên điên cuồng, cả núi rừng khô héo, thậm chí nguyên lực trong trời đất cũng phát ra âm thanh ai oán. Vút! Thất vương điện cười sung sướng, hắn khẽ điểm tay ra, chỉ thấy chủ ma khí giống như dịch thể xé tan hư không, bắn thẳng về phía lâm động nhanh như chấp giật. Lâm động thấy thất vương điện ra tay, ánh mắt trào dưng sát ý, tay vung lên, một đạo hắc ảnh bay ra tay cầm trường đao chém mạnh xuống chùm hắc khí. Kèn, tia lửa bắn tung tóe, không gian vỡ tan, thôn vệ thiên thi cầm trường đao bị đánh bật mấy chục trượng, lâm động ngưng thần, từ sau khi có thôn vệ thiên thi được thôn vệ chủ cường hóa, đây là lần đầu tiên thấy nó bị yếu thế. ha ha, đây là thôn vệ thiên thi của thôn vệ chủ sao, so với năm đó mạnh hơn không ít, nhưng thứ này hôm nay không cứu được người đâu. Thất vương điện cười nhạt, hắn nhắm mắt lại, mà hải cuộn trào một luồng áp lực khủng bố dần lan tỏa rõ ràng thất vương điện chuẩn bị động sát thủ rồi